Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Amson Pack do Mayer BPC sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Amsonpec cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Amsonpec có thành phần là Ambrosol 15mg, được bào chế dưới dạng dung dịch uống. Công dụng và chỉ định của Amsonpec làm tiêu giảm chất nhầy đường hô hấp. Điều trị các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm theo các triệu chứng tăng tiết dịch phế quản không bình thường, các đợt cấp của bệnh viêm phế quản mạn tính, hen phế quản và viêm phế quản dạng hen. Thuốc Amsonpec được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau. Với trẻ nhỏ từ 13 đến 24 tháng tuổi, dùng liều 1,25ml trên lần, dùng 2 lần trên ngày. Chỉ sử dụng tối đa 15mg trên ngày. Với trẻ nhỏ từ 6 đến 12 tháng tuổi, dùng liều 1ml trên lần, dùng 2 lần trên ngày. Chỉ sử dụng tối đa 12mg trên ngày. Với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, dùng liều 0,5ml trên lần, dùng 2 lần trên ngày. Chỉ sử dụng tối đa 6 mg trên ngày với trẻ em nhỏ trên 2 tuổi và người lớn, dùng liều 30 đến 60 mg trên lần, dùng 2 lần trên ngày. Các chống chỉ định khi sử dụng Amsonpec, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của thuốc. Người đang mắc bệnh loét dạ dày tá tràng tiến triển. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, cần chú ý những người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp bị ho ra máu khi dùng thuốc có thể làm tan các cục đông fibrin và gây xuất huyết trở lại cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho những người mắc bệnh di truyền hiếm gặp không thể dung nạp lạc tô do thiếu hụt enzyme lạc tây ruột hoặc không hấp thụ glucogalactitios vì có thể dẫn đến hiện tượng đau bụng, đầy hơi, khó chịu, tiêu chảy. Dạng thuốc nhỏ giọt chỉ thích hợp với trẻ nhỏ nên không áp dụng cho phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai và đang cho con bú. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Amsonpec thường gặp tiêu hóa, tai biến nhẹ như ở nóng, khó tiêu, nôn và buồn nôn. Ít gặp, gây ra các hiện tượng dị ứng, phát ban. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác của Amson Pec với các thuốc khác kết hợp Ambroson với các loại kháng sinh như Amoxicillin, Erythromycin, Cefuroxin, Doxycycline có thể làm tăng nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi. Còn lại chưa có các báo cáo về tương tác bất lợi với các thuốc khác trên lâm sàng. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Amsonpec, đồng thời biết cách sử dụng Amsonpec sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham